Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận 12 trên 16 bệnh nhân COVID nhập viện trong tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh nhiễm biến thể JN1, một ca nhiễm JN11, báo VN Express thông tin. Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Tăng Trí Thượng cho biết, kết quả trên do nhóm giám sát bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford OUCRU thực hiện. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận xuất hiện biến thể JN1. Các ca còn lại trong số 16 bệnh nhân gồm 2 ca nhiễm BA2861 và 1 ca nhiễm XDD. JN1 là một thể phụ từ biến thể BA286 của Omicron, được Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp vào nhóm biến thể đáng quan tâm. JN1 đang làm gia tăng số ca mắc và tử vong tại một số nước, trong đó có Thái Lan. Đây là biến thể đang phát triển nhanh nhất và chiếm ưu thế tại Mỹ trong tháng 12. Từ ngày 18 tháng 12, biến thể này đã lây lan nhanh chóng trên toàn cầu. Cũng theo WHO, JN1 có những đặc điểm kháng nguyên mới cho phép virus dễ dàng tấn công vào hệ miễn dịch, dễ lây truyền hơn, do đó đã nhanh chóng chiếm ưu thế trong các biến thể COVID gây bệnh toàn cầu. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này gây bệnh nặng hơn các biến thể phụ khác của Omicron. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), từ ngày 18 tháng 12 năm 2023 đến ngày 22 tháng 1 năm 2024, các bệnh viện điều trị nội trú 94 ca COVID đến thành phố và một số tỉnh thành khác. Trong đó, 17 ca nặng phải thở oxy, không có ca tử vong. Tất cả ca nặng đều thuộc nhóm nguy cơ có bệnh nền nặng và chưa tiêm chủng đủ các mũi vaccine COVID theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Dấu hiệu đáng lo ngại là số ca nhập viện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới do COVID-19 có xu hướng tăng dần trong 6 tuần gần đây, ông Thượng nói. WHO đang theo dõi 5 biến thể cần quan tâm, gồm XBB.1.5, XBB.1.1.6, EG5.BA.2.8.6 và JN1. Với kết quả giám sát mới trong tháng 12, trừ biến thể EG5, các biến thể phụ cần quan tâm khác đều đã phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn chung, tất cả các biến chủng hiện nay đều gây ra các triệu chứng COVID tương tự nhau. Mức độ nặng của bệnh phụ thuộc vào tình trạng của hệ miễn dịch và trạng thái sức khỏe của từng người, có các bệnh nền hay không. Khảo sát của Mỹ cho thấy, vaccine phòng COVID-19 hiện có, kỹ thuật xét nghiệm chuẩn đoán và thuốc điều trị COVID-19 vẫn còn hiệu quả đối với JN1. Ông Thượng cho rằng, trong bối cảnh Tết Nguyên đán sắp cận kề, nhu cầu giao lưu, đi lại tăng cao, nguy cơ tăng số ca bệnh và số ca nhập viện do COVID-19 là hiện hữu. Để phòng chống COVID-19, ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan, tiếp tục thực hiện các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Gần đây, số ca nhiễm trên toàn cầu tăng ở nhiều nơi, số nhập viện điều trị hồi sức cũng tăng. Khu vực Đông Nam Á báo cáo hơn 26.000 ca nhiễm mới, tăng 379% so với 28 ngày trước đó. Số ca COVID-19 tại Thái Lan tăng mạnh tuần qua, trong đó 11 người tử vong, 150 bệnh nhân thở máy, nhiều người trong số này chưa từng tiêm vaccine. Ngành y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, nơi tập trung đông người hoặc có triệu chứng hô hấp, thường xuyên rửa tay bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi. Người dân tiêm nhắc vaccine phòng COVID-19 theo khuyến cáo, đặc biệt là đối với những người thuộc nhóm nguy cơ như người cao tuổi, người có bệnh nền. Vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, giữ ấm cơ thể, tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể trạng, tránh tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh đường hô hấp như ho, sốt, khó thở. Người cao tuổi, có bệnh lý nền, thai phụ, khi có dấu hiệu mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Sở Y tế yêu cầu HCDC theo dõi sát số ca COVID-19 nhập viện, trường hợp nặng phải điều trị hồi sức, tiếp tục giám sát các biến thể COVID-19. Các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận và điều trị các trường hợp nặng cần nhập viện theo các tình huống giả định và kịch bản ứng phó. Nghiên cứu cho thấy COVID-19 có thể lây nhiễm tế bào thần kinh dopamine trong não và gây lão hóa nhanh chóng hơn bình thường. Nghiên cứu do các chuyên gia tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering và Trường Cao đẳng Bác sĩ Phẫu thuật Vegalos thực hiện,
công bố trên tạp chí Cell Stem Cell ngày 17 tháng 1. Các nhà khoa học phát hiện tế bào thần kinh dopamine nhiễm nCoVID ngừng hoạt động và gửi các tín hiệu hóa học gây viêm dẫn đến lão hóa sớm. Thông thường, dopamine đóng vai trò như chất dẫn truyền thần kinh, tạo cảm giác vui vẻ, sự hưng phấn, hỗ trợ trí nhớ, giấc ngủ và chuyển động. Tổn thương tế bào thần kinh này có thể gây bệnh Parkinson, hội chứng mất trí nhớ tuổi già. Nghiên cứu mới có thể làm sáng tỏ các triệu chứng thần kinh liên quan đến các vấn đề COVID-19 kéo dài như sương mù não, mệt mỏi mãn tính và trầm cảm. Theo giáo sư Shubing Chen, Trung tâm Sức khỏe Bộ Gen tại Viện Tái tạo Cơ quan Trị liệu Harman, đây là một kết quả hoàn toàn bất ngờ. Trước đó, giáo sư Chen đã tạo ra nhiều loại tế bào từ tế bào gốc của con người, thử nghiệm chúng xem nCoVID sẽ lây nhiễm loại nào. Họ phát hiện một tỷ lệ nhỏ, khoảng 5% tế bào thần kinh dopamine tiếp xúc với nCoVID đã bị nhiễm bệnh. Tỷ lệ này không cao bằng tế bào phổi, vốn là mục tiêu chính của virus. Tuy nhiên, ngay cả lượng tế bào nhỏ nhiễm bệnh cũng gây ra các vấn đề nghiêm trọng. Trong nghiên cứu, các chuyên gia đã sử dụng hồ sơ phiên mã để xác định cách hoạt động của gen bị nCoVID biến đổi dẫn đến những thay đổi trong tế bào. Họ phát hiện chỉ dopamine mới kích hoạt con đường lão hóa. Tiếp theo, họ tìm cách bảo vệ tế bào thần kinh nhằm giảm thiểu vấn đề sức khỏe sau khi nhiễm virus. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm hai loại thuốc được bán trên thị trường. Mục tiêu là ngăn ngừa nCoVID hoặc cứu tế bào thần kinh dopamine bị nhiễm bệnh khỏi tình trạng lão hóa. Ba loại thuốc hiệu quả là Riluzole điều trị bệnh xơ cứng teo cơ một bên, Metformin điều trị bệnh tiểu đường và Imatinib điều trị ung thư. Nghiên cứu sâu hơn về những loại thuốc này có thể ngăn chặn virus tấn công vào não. Hầu hết người dân các nước đã mắc COVID-19 ít nhất một lần, song không phải ai cũng gặp vấn đề về thần kinh sau mắc bệnh. Các nhà nghiên cứu đề xuất theo dõi sức khỏe của các bệnh nhân COVID-19 kéo dài, gặp triệu chứng liên quan đến Parkinson để hiểu rõ hơn. Sinovac Biotech, một trong những nhà sản xuất vaccine bất hoạt lớn nhất Trung Quốc, đã ngừng sản xuất vaccine COVID-19. Tờ Jimu News trích dẫn tài liệu lưu hành từ công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học đời sống Sinovac, Sinovac Life Science, tiêu đề Kế hoạch đình chỉ thưởng hiệu suất cho các dự án COVID-19 cho thấy công ty đã ngừng hoàn toàn việc sản xuất vaccine phòng ngừa căn bệnh này. Sinovac Life Science là công ty con của Sinovac Biotech, một trong những nhà sản xuất vaccine bất hoạt chính ở Trung Quốc. Theo tài liệu trên, công ty quyết định dừng thưởng hiệu suất cho nhân viên tham gia dự án COVID-19 kể từ tháng 1 năm 2024. Theo nhân viên đường dây nóng tư vấn sản phẩm của Sinovac Biotech, nếu có nhu cầu về sản phẩm, người dân cần liên hệ với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh địa phương. Tin tức này tạo ra một làn sóng thảo luận trực tuyến liên quan đến tính an toàn và hiệu quả của vaccine. Hiện Sinovac Biotech chưa trả lời yêu cầu phỏng vấn từ Global Times, trực thuộc Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức tại Trung Quốc. Shao Zhangming, chuyên gia miễn dịch học tại CDC, cố vấn y tế về nghiên cứu phát triển vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc, cho rằng quyết định đình chỉ là động thái đưa ra khi nhu cầu thị trường đang giảm. Các nhà quan sát trong ngành không cần cảnh báo hay phóng đại quá mức về vấn đề này. Trong giai đoạn đầu của COVID-19, Sinovac là một trong số ít nhà sản xuất vaccine được cấp phép khẩn cấp trên thị trường. Đến nay, Trung Quốc đã phê duyệt 10 công nghệ vaccine giúp người dân có nhiều lựa chọn hơn. Trên hết, nhu cầu tiêm chủng COVID-19 giảm do miễn dịch cộng đồng được thiết lập mạnh mẽ. Một số nhà miễn dịch cho rằng, nghi ngờ về độ an toàn và hiệu quả của vaccine bất hoạt chỉ dựa trên việc Sinovac đình chỉ sản xuất là điều vô nghĩa. Theo phương tiện truyền thông, động thái này không chỉ liên quan đến hãng. Ví dụ, ngày 19 tháng 7 năm 2023, Stamina Therapeutics, một trong những nhà sản xuất mRNA vaccine trong nước, cũng ngừng thử nghiệm do thiếu nhu cầu. Tất cả xảy ra chỉ 2 năm rưỡi sau khi nhà nước phê duyệt nghiên cứu lâm sàng vaccine mRNA ngừa COVID-19 hồi tháng 1 năm 2021. Chủng JN1 hiện chiếm ưu thế tại Trung Quốc, có khả năng lây truyền cao, trốn tránh hệ miễn dịch. Điều này đồng nghĩa hiệu quả của vaccine thế hệ đầu có thể giảm đi. Các nhà sản xuất chịu áp lực đáng kể trong việc theo kịp các đột biến của virus và đảm bảo hiệu quả của vaccine.
các mũi tiêm có thể trở nên lỗi thời ngay cả trước khi được đưa ra thị trường. Để đối phó với virus đột biến nhanh chóng, chính phủ phê duyệt ít nhất 5 loại vaccine COVID-19 để sử dụng khẩn cấp vào tháng 12 năm 2023. Trong khi đó, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia khuyến khích người dân tiêm vaccine mới chứa thành phần kháng nguyên biến chủng XBB. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!